Mường Thanh City, kính chào quý khách. Đây, khách sạn Mường Thanh này, Khánh Hòa đây. Các bạn đi du lịch Khánh Hòa cứ ở Mường Thanh nhá. Nó có thương hiệu rồi. Cũng như là một căn của nó là 1,2 triệu. Thì nó cũng vẫn được 3 phòng. Đấy, hoặc là 2 phòng. Đấy, nó tùy từng đợt. Ăn thì ra phố này ăn rất ngon. Ngọc Hà này, hàng 88 này, Nhật Phong này. 46 Cù Hân. Cù Huân. Phố này ăn uống là ngon. Cù Huân. Cù Lao Chung. Chọn hải sản ở đây này. Đấy. Tươi rói rói, tôm hùm này. Tôm hùm này là size 1 cân được đấy. Con to nhất là bao nhiêu anh? Hơn cân. Con này được cân rưỡi. Con nó vào tầm độ 2 triệu. Ăn hải sản của ở Nha Trang thì đắt. Nó ngon. Rồi mời các bạn lên tầng 2. Đây là bữa tối thứ 2 Nha Trang của đoàn mình. Không gian rất đẹp. Đây đang quay các bạn đang thiết kế món này. Tôm ship à? À gì? Cái này lướng à? Cháy tỏi. Bao nhiêu tiền một đĩa này? 590 một ký. À cũng tính ký như thế hả? Thế cái hai đĩa tôm hai đĩa ấy của anh là xong. Đây. Mực hộp. Ok. Cái này nữa không? Rồi cứ cho đấy xong lại gọi tiếp, cứ ăn đến đâu gọi đấy. Nào, thế chào các bạn nữa nào. Nhà hàng Nhật Phong 3. Rồi giới thiệu là nào, cạch cái đi nào, rót bia ra cái nào, nào rót bia ra là rô cái cho nó có khí thế là này, về nó mới có kỷ niệm nhỉ. 1, 2, 3, rô. Mọi nhà nhá. Đây là toàn ông chủ nhà hàng thôi, nên là đây là chủ nhà hàng Châu Lướng Sapa, Đà Lạt. Đây là ông chủ Lam Định. Phở Lam Định và vịt quay Lạng Sơn. Ôi, ngon này mà. Ôi, cho đây. Đây món này món gì đây? Ngao lướng này. Cứ dần dần, ăn đến đâu phải hết đến đấy mới ngon. Đúng rồi, ăn nóng, ngoại phát là ăn ngay. Thế tràn lan ra là để ăn cũng mất ngon. Đấy, như hôm qua tôm hùm tương hiếc đấy, ăn có ăn hết đâu. Nào, xin mời. Ngon lắm. Nào, các bạn này quay á. Mời các bạn ăn hồ nướng. Ngon không chú? Ngon, số 1. Đứng cao của. Chưa bao giờ ăn cái hồ
ẩu nướng nó lạnh ngon thế này. Ừ, anh 70 tuổi mà tôi chưa từng ăn cái ẩu nướng ngon này. Cho anh có một tháng đấy. 42 tuổi quân. Chúng ta bờ kè nhé, đường Tháp Bà nhé. Ăn tiếng nhỉ.